Chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Kỹ thuật Cam Sành. Trong hình đây là cây cam sành đang trong cái thời điểm mang trái. Bây giờ dứt cái thời điểm rụng sinh lý là thứ ba. Hiện tại thì cây nó đang trong cái thời điểm là phát triển trái. Như các bạn có thể quan sát thấy nè, tất cả các trái nó đang trong thời điểm là lớn hơn khoảng hơn ngón chân cái. Đối với cái cây này thì cái trái nó đều. Tức là ở thời điểm đầu chúng ta nên tạo cái bộ tàn nhện cho cái cây nó thật là đều cây, nó giòn tán. Ví dụ cái tàn của mình nó chưa có đều thì các bạn áp dụng cái biện pháp là phủi tàn cho cái cây của mình nó đều. Rồi về sau khi chúng ta làm trái thì cái cây nó sẽ ra nhiều bông và đạt năng suất. Và cái vị trí để trái thì chúng ta sẽ để trái được những cái vị trí mong muốn ở phía dưới này. Đây ví dụ như cái này nè, các bạn thấy ha, cái bộ tàn nó, cái cây này nó rất là đều. Cho nên là tiến hành là để trái cho nó tròn cây. Bây giờ để trái ở những vị trí phía dưới thôi. Nè các bạn thấy ha, đa phần những cái cây nó rất là tròn tán. Đó, những vị trí phía trên thì chúng ta tiến hành là để vừa phải, không để nhiều. Để tiến hành để dưới thôi thì cái cây của mình nó sẽ khỏe. Cho nên là trong cái hiểm đang ban đầu thì các bạn cần lưu ý là chúng ta phải tiến hành là tạo cái bộ tán cho cái cây nó tròn đều. Khi mà nó tròn đều thì về sau cái năng suất nó sẽ ổn và cái miếng giường của mình sẽ ra năng suất. Còn để những cái cây mà chúng ta để cho nó giọt lên, cái bộ tàn nhện, bộ tàn già không có nhiều á, về sau thì cái quá trình mang trái, thí dụ nó thiếu trái thì bắt buộc chúng ta phải để ở trên đầu. Mà để ở trên đầu thì cái cây nó rất là si. Ví dụ như những cái cây này nè, các bạn thấy ha, trái đa phần nằm ở dưới bộ tàn già, tàn nhện ở dưới. Trong thời điểm trái như thế này thì cái vấn đề nhện đỏ nó đánh rất là nhiều, cho nên là chúng ta phải tiến hành là phòng ngừa nhện đỏ định kỳ để giúp cho cái trái của mình nó sáng đẹp. Còn đối với cái trái như thế này thì chúng ta có thể là sử dụng cái dinh dưỡng bình thường này, tức là các bạn sẽ tiến hành là dinh dưỡng nuôi trái bình thường, cái trái của mình nó sẽ không có bị rụng nữa do cái vấn đề là sốc dinh dưỡng. Thì ở thời điểm này là nó dứt cái thời điểm mà rụng sinh lý lần thứ ba rồi. Thời điểm này chúng ta có thể tiến hành là tiễn trái phù hợp nếu như cái cây của mình nó có nhiều trái, hoặc là tiễn bỏ những cái trái vị trí phía trên cao, hoặc là những trái bị sâu bệnh, những trái rẻ. Đây, ví dụ như những cái trái rẻ như vậy nè thì chúng ta có thể tiến hành là tiễn bỏ các bạn, tại vì cái lượng rẻ nó quá nhiều. Còn cái lượng rễ ít thì chúng ta tiến hành để lại vẫn được bình thường, phun cho nó khô dứt rễ thôi, thì sau đó chúng ta phun tẩy thì nó cũng chốc bớt một phần cái rễ. Còn những trái như thế này nó nặng thì chúng ta lại bỏ. Cho nên là đây cũng là cái thời điểm mà chúng ta tiến hành là tiễn trái. Còn đối với trái nó lớn như thế này thì cái vấn đề là bồi sình ở thời điểm mùa nắng thì cũng thực hiện được bình thường rồi. Cho nên là những cái vườn nào mà chúng ta cần muốn bồi sình đó, thì trái như thế này đã có thể bồi được rồi. Nhưng mà với điều kiện là nắng tốt nha, chứ đừng có để mà mưa mà chúng ta bồi thì nó rất là dễ si cây. Vì cái trái này nó ra nó phát triển trong cái thời điểm mưa dầm, cho nên là nó bị một cái lượng rễ nhất định. Tuy nhiên mà không sao, cái lượng rễ này là rễ nham, cho nên là chúng ta có thể là phun để chặn đứng, rồi sau đó áp dụng cái biện pháp tẩy cho nó chốc ra bớt, thì cái trái của mình nó vẫn phát triển bình thường, về sau nó sẽ không có bị rụng đâu.
Rồi, đó là một số chia sẻ ngắn để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cần giường, thì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại để được tư vấn cụ thể hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.